Người mẫu Nigeria Pamela Ucheduku đang tuyên chiến với đại dịch virus corona bằng phong cách, cộng với những chiếc khẩu trang tông xuyệt tông với quần áo mặc trên người. Tôi cố gắng ăn mặc khác biệt bởi tôi cảm thấy hạnh phúc khi đi ra đường và được mọi người thán phục và yêu thích gu thời trang của mình. Đó là lý do tôi cố gắng mặc những thứ gì hợp với mình. Tuy nhiên, không chỉ có giới người mẫu mới muốn vừa mặc đẹp vừa phòng COVID-19. Nhu cầu lớn khiến những nhà thiết kế như Ifeoma Aniawu luôn bận rộn. Chỉ an toàn không đồng nghĩa với nhàm chán. Đây là một thực tế mới, chúng ta phải thay đổi và cách tốt nhất để mọi người tuân thủ. Đó chính là biến chúng thành một phần trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta có những chuyên viên ngân hàng, bác sĩ, doanh nhân. Vậy làm sao bạn có thể bắt họ đeo khẩu trang bác sĩ? Nigeria cũng giống như nhiều quốc gia khác bắt buộc người dân ra đường phải đeo khẩu trang để tránh lây nhiễm virus. Nhà thiết kế Oluwaseu Adejo chỉ ra rằng ngay cả trước đại dịch, khẩu trang cũng thi thoảng được đưa vào thời trang ở Nigeria. Tôi không nghĩ đó là một thứ gì mới. Nó đã từng xuất hiện trong các show diễn thời trang, nhưng lúc đó mọi người không thực sự coi trọng. Nó chỉ là những khẩu trang thời trang thôi, chứ không thể bảo vệ bạn khỏi virus. Vì vậy, giờ đây tôi nghĩ là chúng ta đang cần nó hơn bao giờ hết để chống virus corona, và tất cả mọi người đều đang tìm cách tự bảo vệ bản thân, đồng thời trông vẫn xinh điệu. Nhiều người cảm thấy ngạc nhiên khi những chiếc khẩu trang xanh điệu được cổ vũ trong lúc mọi người cần duy trì giãn cách xã hội. Tuy nhiên, Giám đốc Cơ quan Sức khỏe Cộng đồng thuộc Bộ Y tế Nigeria, Josephine Okechukwu, cho biết mối quan tâm lớn nhất của họ không phải là mẫu mã khẩu trang, mà là tính hiệu quả của chúng. Chúng ta biết rằng COVID-19 là bệnh lây qua đường hô hấp. Vậy nên khi chúng ta đeo khẩu trang, miễn là những con virus không xuyên qua được lớp khẩu trang, thì tôi nghĩ thế là đủ an toàn. Những nhà thiết kế người Nigeria cho biết những chiếc khẩu trang xanh điệu có thể tái sử dụng của họ không chỉ an toàn mà còn mang trong mình một thông điệp. Và giống như phần lớn các sản phẩm thời trang khác, nó cũng giúp tăng cường sự tự tin, thứ được chào đón nhất trong thời kỳ bất ổn COVID-19 này. COVID-19 nguy hiểm đến mức nào? 80% trường hợp là nhẹ. Những người trẻ và khỏe mạnh có nguy cơ thấp. Người cao tuổi và người đang có bệnh nặng có nguy cơ tử vong. Nếu bị ho, sốt và khó thở, hãy liên hệ với bác sĩ ngay và tránh xa những người khác. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập các trang web Tổ chức Y tế Thế giới www.who.int, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh www.cdc.gov.